Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 5 tháng 4 cho biết quân đội Ukraine vẫn đang chiến đấu giữ Bakhmut nhưng có thể rút lui nếu có nguy cơ bị cô lập. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là không để mất binh lính và tất nhiên, nếu có một thời điểm nào đó xảy ra các sự kiện nóng hơn và nguy cơ chúng ta có thể mất binh sĩ vì bị bao vây, tất nhiên các tướng lĩnh ở đó sẽ đưa ra quyết định phù hợp và đúng đắn. Ông Zelensky dường như đang đề cập đến việc rút quân. Các chỉ huy quân đội Ukraine đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ Bakhmut và các thành phố khác trước một cuộc phản công dự kiến trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine là nơi xảy ra một trong những trận chiến đẫm máu nhất và kéo dài nhất trong cuộc xung đột. Các lực lượng của Kiev đã cầm cự trước cuộc tấn công dữ dội của Nga và cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Thành phố trở nên đổ nát, hoang tàn sau nhiều tháng giao tranh. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine sau đó cho biết tình hình ở mặt trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, bất chấp những nỗ lực của Nga. Reuters không thể xác minh các báo cáo chiến trường. Tổng thống Zelensky đã đưa ra những bình luận này trong chuyến thăm Ba Lan. Tại đây, ông cũng đã gửi lời cảm ơn đến nước này vì đã nỗ lực trong việc tập hợp sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Trong chuyến thăm này, Ba Lan tuyên bố sẽ gửi thêm 10 máy bay chiến đấu MiG-29 tới Kiev. Warsaw đã cung cấp vũ khí quan trọng cho Kiev kể từ khi chiến sự nổ ra và đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn từ Ukraine. Nước này cũng đóng vai trò lớn trong việc thuyết phục các đồng minh phương Tây cung cấp xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác cho Kiev. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,